chùa Tam Trúc nằm trên địa phận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đang ngổn ngang vật liệu trong quá trình xây dựng. Nhưng hàng vạn người dân đã đổ về đây tham quan, chiêm bái trong những ngày đầu tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019. Chùa Tam Trúc, Hà Nam có diện tích lên đến 5.000 ha, trong đó vùng lõi là 4.000 ha. Để hoàn thành được dự án này, nhà đầu tư dự kiến phải mất 30 năm với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành, chùa Tam Trúc sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới. Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục còn chưa hoàn thiện, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã trở về chảy hội. Khu du lịch sẽ phát triển 6 khu chức năng, gồm khu trung tâm đón tiếp, khu văn hóa tâm linh Tam Trúc, khu bảo tồn tự nhiên Quèn Vòng và hồ Tam Trúc, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng Tam Trúc, khu sân gôn Kim Bảng và hồ Ba Hang, trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ các hoạt động tại khu du lịch tại thị trấn Ba Sao. Gạch vữa đất cát ngổn ngang khắp các lối đi, xung quanh đội ngũ công nhân vẫn hối hả làm việc. Nhóm công nhân người Indonesia vẫn đang miệt mài làm việc trong nhiều ngày, kể cả Tết Nguyên Đán, để kịp đưa vào một số hạng mục để sử dụng. Ở đây có các nhóm công nhân đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ. Họ đã làm việc ở đây được 3 năm. Được biết, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra ở Tam Trúc từ 12 đến 14 tháng 5 năm 2019. Đây cũng là lúc khánh thành giai đoạn 1 của khu du lịch tâm linh Tam Trúc. Điều đặc biệt hơn nữa là ở đây, ngôi chùa Tam Trúc có 1.200 bức tượng được tạc bằng nham thạch núi lửa và sở hữu nhiều báu vật của thế giới. Quần thể chùa Tam Trúc ở thị trấn Ba Sao, Hà Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Để hoàn thành dự án này phải mất 30 năm. Khi đó, chùa Tam Trúc trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới.